Chào các bạn, hôm nay mình ra đồng bắt được mấy con cá về kho tộ nha các bạn. Bây giờ là ở đây là đồng mùa này là nước nổi nên cá hú rất là nhiều. Cá thì bao la luôn các bạn ơi. Nếu các bạn nào thích món cá kho thì hãy theo dõi video của mình nhé. Hôm nay làm cá hú kho nha các bạn. Thì thành phần gồm có nửa ký cá hú, 3 tép hành lá, 5 tép hành tím, mấy trái ớt, nước màu kho, đường, tiêu, bột ngọt, muối, bột niêm, một ít nước mắm, dầu ăn và nước. Cá hú này là cá hú đồng các bạn, rất là ngon. Con lớn nó tầm khoảng 3 lạng, 4 lạng. Mùa này dưới miền Tây thì nước nổi cá mắm nhiều lắm các bạn ơi. Con bự thì mình khứa làm ba, mình khứa cái khứa vừa ăn thôi các bạn. Cá mình cũng đã cắt xong, bây giờ mình bầm hành. Mình bầm hành với lại cắt hành lá. Đây là hành tím các bạn. Mấy cái đồ hành kho các bạn cũng không cần bầm nhuyễn. Chúng ta có một bự gì để chúng ta kho nó thơm. Đây phần ốc hành mình cắt đôi thôi. Bây giờ mình ốp cá nha các bạn. Mình cho hành, một ít hành lót dưới đít để khi chúng ta kho cá nó không có bị cháy các bạn. Dành cho cá vô. Thì mùa này ở dưới quê các bạn, nước lũ mưa rồi nên cá về nhiều lắm. Cá chốt nè, cá rầm, cá hú, cá chê, cá lóc rất là nhiều. Các bạn cứ cho đường, muối, bột ngọt, tiêu, nước mắm, nước màu, dầu ăn. Các bạn ốp khoảng 15 phút nha các bạn. 15 phút đó cho nó ngấm để mình kho. Mình nấu đồ ăn mà mình ốp trước thì mình kho nó sẽ đậm đà hơn các bạn, rất ngon. Ta trộn lên cho nó thấm đều gia vị các bạn, cho nó ngấm vô tí xíu mình kho. Các bạn phải trộn đều nó lên thì cái gia vị nó mới ngấm hoàn toàn. Các bạn nhìn nè, không, miếng cá rất là đã chưa, thấm đều gia vị rất là ngon. Bây giờ mình bật bếp lên mình kho luôn nha các bạn. Cá cũng đã thấm đều rồi, nhìn rất là bắt mắt. Bây giờ mình kho luôn. Giờ mình bắt lửa nhỏ nhỏ cho nó sôi từ từ. Đây, đã sôi rồi các bạn. Nhìn ngon chưa? Bây giờ đang sôi. Cá này chúng ta kho mà ngon á, tầm khoảng từ 30 đến 40 phút. Chứ các bạn kho nhanh quá, nó cá chưa thấm. Cái thịt cá cũng chưa có chắc. Nấu lửa review thôi thì cái miếng cá của chúng ta nó mới thấm và ngon. Nấu lửa nhỏ thôi. Đây, nồi cá chúng ta đã sôi rồi, nhìn rất ngon các bạn. Ở dưới quê là chỉ có nồi cá kho thôi. Ra sau hè bãi á, mấy mớ rau muống hay là rau chay hay lặt mấy trái chuối chát vô ăn cơm là tới nái luôn các bạn, không cần phải đi chợ đi búa gì. Thank you.
chúng ta cũng đã xong rồi các bạn. Giờ mình cho hành cho tiêu vô. Video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy để lại một like cũng như bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc thật hiệu quả, thật nhiều niềm vui. Mến chào tất cả các bạn.